Mỹ Lồng và Sơn Đốc là hai địa danh khá nổi tiếng của huyện Chồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Hai tên gọi này từ lâu đã gắn liền với nhau qua câu phương ngôn quen thuộc bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc. Tận dụng những thế mạnh từ dừa, người dân nơi đây đã làm nên những chiếc bánh thơm ngon, đậm đà, vang danh khắp mọi miền gần xa. Nếu xã Mỹ Thạnh nổi tiếng với bánh tráng dẻo thơm, thì xã Hưng Nhượng nức danh với bánh phồng nồng nàn hương vị quê hương. Quý vị và các bạn thân mến, bánh phồng Sơn Đốc từ lâu đã trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng của Dòng Trôm. Bởi vì ở đây thì bánh phồng Sơn Đốc không chỉ có vị thơm của nếp, vị ngọt của đường và vị béo của dừa, tất cả như hòa quyện vào nhau tạo thành những chiếc bánh vô cùng thơm ngon. Trong chương trình Hành trình xứ dừa kỳ này, mời quý khán giả chúng ta cùng hành trình về xã Hưng Nhượng, huyện Dòng Trôm để tìm hiểu về làng nghề bánh phồng Sơn Đốc nhé. Đến làng nghề bánh phồng Sơn Đốc, xã Hưng Nhượng vào một buổi sớm mai, khi mặt trời chỉ vừa thức giấc và bắt đầu ló dạng ánh bình minh, trên con đường nhỏ dẫn vào làng nghề, tôi đã nghe âm thanh tiếng máy quét bột đang cần mẫn làm việc ở những dãy nhà nằm san sát nhau cặp hai bên đường. Theo hướng dẫn của cán bộ địa phương, tôi ghé qua nhà một hộ dân đang ép bánh phồng chuối. Từ đầu ngõ nhìn vào bên trong, tôi thấy các cô, các chị tụ họp lại với nhau khá đông đúc, đôi tay thoăn thoắt làm việc, nhưng vẫn chuyện trò vui vẻ như đang tổ chức một cái tiệc quê mà ta vẫn thường thấy. Tiến vào bên trong, quan sát những chiếc bánh phồng cán tròn được phơi trên nhiều manh chiếu, phảng phất mùi sữa dừa, làm cho tôi cảm tưởng như đang dạo bước trong khu vực sản xuất chuyên nghiệp. Cũng như bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc không thể truy cho được gốc gác, thời gian ra đời chính xác, mà công việc làm bánh phồng cũng không khác bánh tráng nhiều lắm. Nếp được chọn quết bánh phồng là loại nếp trặc hảo hạng, dẻo thơm hoặc làm bằng củ mì. Nếu sau khi được ngâm, xả sạch, đem đi sôi, quết cho thật nhuyễn để bột được mịn và đẹp. Như vậy, chiếc bánh làm ra mới ngon. Sau đó, bánh được cán mỏng rồi đem ra phơi nắng. Thế là công việc đã hoàn tất một phần. Người thợ lại tiếp tục gỡ bánh ra khỏi các manh chiếu, đếm số bánh và cho vào túi theo yêu cầu của khách hàng. Người mua đến lấy bánh, mang đến nơi tiêu thụ. Sản xuất bánh phồng tuy vất vả nhưng hiệu quả kinh tế cao, mang lại cho bà con nguồn thu nhập ổn định. Niềm vui, sự yêu nghề, mến nghiệp và tâm quyết giữ vững làng nghề truyền thống đã lấn át đi nỗi lo toan, mệt nhọc của người dân trong mọi thời điểm, đặc biệt là những lúc thời tiết không thuận lợi. Đang mải mê với cách làm bánh phồng truyền thống, đang xen những phương pháp hiện đại, bất chợt một cơn mưa ập xuống, những chiếc bánh phồng được phơi khô ngoài sân đã trở thành nỗi lo lớn của bà con nơi đây. Cái không khí rộn rã tấp nập, vội vã thu vào những manh chiếu còn trắng tinh, thơm lừng mùi bánh mới đã giúp tôi thấu hiểu hơn về cuộc sống của người dân làng nghề. Sau vài phút nghe tiếng mưa rơi rỉ rả ngoài mái tôn, hòa trong tiếng gọi nhau ý ới mới rơm rã làm sao. Chúng tôi tiếp tục ghé qua cơ sở sản xuất bánh phồng bằng phương pháp thủ công của hộ chú Võ Trung Hiệp. Ngày nay, việc làm bánh đã bớt phần vất vả bởi có phương tiện máy móc hiện đại. Nhưng gia đình chú Hiệp vẫn giữ lại cách làm truyền thống, cán bánh bằng tay. Một công việc trông có vẻ khó nhọc nhưng lại khá thú vị. À, cô, gia đình mình làm cái bánh này nè là lâu chưa cô? À, tôi mới mận này cũng khoảng mười mấy năm mà. Dạ. Công việc này á, mình làm, tại sao mà mình phải làm phần bánh nó tròn nó như vậy cô? Tại vì bắt hàng ngày cũng quen tay á, rồi thành thứ bắt nó cũng đều. Ừ, cái bánh 5.000 nó nhỏ hơn cái vòng 10.000 vậy đó. Rồi một ngày vậy là mình làm khoảng bao nhiêu cái á cô? À, ngày tôi làm cũng 1.5 thiên à, tại mùa mưa. Còn mùa nắng thì tụi mình cũng hơi nhiều. Thì hàng ngày á, mình làm cái công việc như vậy á, thì cái cô, cái cảm nhận của mình sao cô? Mừng hàng ngày thì hàng ngày mọi người thì cũng quen, mà nghỉ một bữa thì cũng buồn dữ lắm. Mình làm cái công việc này lâu chưa chị? Chị làm chắc 10 năm à, học đây làm đây luôn.
Để mà tráng một cái bánh mà đều như vậy á, thì chị có thể chia sẻ một xíu kinh nghiệm không ạ? Chia sẻ thì cán đều tay ra bánh đều rồi cưng. Cán như cán đều tay vậy nè. Chị cán quen thì bánh nó đều đẹp. Còn tại chị cán quen á. Vậy mỗi ngày á chị là mình làm khoảng bao nhiêu cái bánh á? Chị làm tới 2-3 ngàn cái à. Còn chị như đợt Tết thì làm nhiều, còn nay tại làm có một buổi về sớm. Tuy làm bằng tay, nhưng bà con ở đây thật nhanh nhẹn, khéo léo, làm ra những chiếc bánh vô cùng đều đặn, đẹp mắt. Sự cười tính, thân thiện của những người thợ khéo tay, chuyên cần và mến khách này, kết hợp cùng vị đặc trưng của chiếc bánh quê hương, khiến lòng tôi cảm thấy dễ chịu đến vô cùng. Cứ ngỡ bà con làng nghề là những người thân ở quê mình. Sau một thời gian bận rộn với chiếc máy quết bột, chú Võ Trung Hiệp vui vẻ tâm sự cùng chúng tôi về câu chuyện làm bánh có từ lâu đời của gia đình mình. Cơ sở của mình làm bánh á, cách này cũng đã lâu rồi. Thì khi mà làm cái nghề này á, thì cái cảm nhận của chú như thế nào ạ? Thì đúng là cái nghề truyền thống. Thì mình làm thấy thì cái trước mắt là nó giải quyết được công ăn việc làm, vấn đề hàng ngày cái thu nhập cá nhân. Thứ hai nữa là nó cũng nó đi sâu vào vấn đề cái truyền thống của con người mình, là nay làm hàng trăm năm của ông bà để lại, thành thử ra mình phải gìn giữ cái truyền thống đó. Đó, bởi giờ mới có lại là làng nghề bánh phồng Sen Đốc. Đối với cơ sở của mình thì chú thấy có những cái khó khăn nào không chú? Thì bước đầu thì nó khó khăn, nhưng mà sau này thấy cũng bình thường. Thì khó khăn là vấn đề bên vốn, rồi nhà xưởng, rồi máy móc thiết bị này kia nọ, đó là khó khăn những cái chính đó. Dạ, thời gian tới cũng như để phát triển cái cơ sở của mình á, thì chú có những cái mong muốn gì không chú? Thì cái mong muốn thì nhiều lắm, mong muốn thì có nhiều lắm, nhưng mà đều con cái mình phải nhờ chính quyền phải hỗ trợ thêm, đó, rồi những nhà là chức trách phải có hỗ trợ thêm cho những người mà làm trong làng nghề, thì mình mới có vốn mình vay được, rồi mình sửa lại thiết bị của mình, ví dụ nhà xưởng rồi máy móc đó. Trải qua nhiều tháng năm tồn tại, bánh phồng Sơn Đốc, xã Hương Nhượng vẫn giữ vững thương hiệu của mình trên thị trường. Ngày nay, mỗi khi nhắc đến Bến Tre, người ta không thể không nhắc đến bánh phồng Sơn Đốc bởi cái độ giòn tan, ngon ngọt, mang vị dừa rất độc đáo. Mà bánh phồng Sơn Đốc còn chứa đựng giá trị tinh thần, cái tình, cái nghĩa của những người thợ chân chất, chịu thương, chịu khó, làm nên những chiếc bánh mộc mạc quê nhà.